bạn, nơi tôi đang đứng đây là một vườn chanh tại xã Đồng Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Vườn chanh này đặc biệt bởi nó sản sinh ra những quả chanh không hạt. Có thể nói loại quả này là đặc sản và đem lại nguồn lợi đầu tư về nông nghiệp sạch cho bà con tại đây. Chanh không hạt, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, phân bố chủ yếu ở huyện Châu Thành với diện tích 800 hectare. Chú ơi, cách chăm sóc của cây chanh này có khó không? Nó rất là dễ, ít sâu bệnh, năng suất cao. Nó có khó cái là chúng tôi chuyển từ cái chăm sóc truyền thống sang áp dụng mô hình sản xuất việt gáp và lô quanh gáp. Bà con cũng chưa quen vì quy trình nó rất nghiêm ngặt, nhưng qua thời gian bà con nhận ra sản xuất theo mô hình này không bị ô nhiễm môi trường, sản phẩm rất an toàn cho người tiêu dùng và giá bán cao, nên bà con cũng nhiệt tình ủng hộ. Chú ơi, vậy cách lựa chọn giống và cách chăm sóc như thế nào để cho cây trồng của mình đạt năng suất cao ạ? Thì bà con ở đây ai cũng được, cũng lựa chọn giống khỏe mạnh tốt để mình ghép mình trồng. Cái chanh này nó nếu mà tốt khỏe rồi là nó không có kém đất. Yêu cầu mình trồng sao mà làm cái liếp cao lên mà chống ngập úng là đạt à. Khi mình chăm sóc á, mình cắt những nhánh già, nhánh sâu bỏ cho nó nuôi lại những nhánh kia cho nó khỏe, trái nó xanh đẹp. Khi bón phân và xịt thuốc mình phải ghi chép đầy đủ để theo dõi quá trình phát triển của cây, phải bảo đảm cách ly 15 ngày trước khi thu hoạch để cho an toàn cho người tiêu dùng. Dạ chú ơi, những quả chanh đạt tiêu chuẩn để mình thu hoạch như thế này thì mất bao lâu thời gian? Từ ngày ra bông cho tới thu hoạch đó là khoảng 4 tháng. Thì mình thấy cái chanh mà nó bóng láng và nó mềm cái tay thì mình thu hoạch được, nó là đủ nước rồi. Ồ, đúng là chanh không hạt thật chú ạ. Chua quá, nhưng con phải thừa nhận là rất là thơm chú ạ. Chú ơi, con thấy chú đi lại rất khó khăn nhưng mà chú lao động vẫn rất là hăng say ạ. Thì bác Hồ đều nói mà, tàn không có huế, mình lao động được cái gì được thì mình lao động. Rồi trước mắt là mình làm giàu cho bản thân, rồi mình làm sản phẩm sạch cho xã hội. Thi đua là yêu nước là thi đua. Vâng ạ. Chú đúng là một tấm gương sáng để cho lớp trẻ tụi con nói theo. Trong đề án 1.000 của tỉnh Hậu Giang về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sắp tới tỉnh sẽ vận động bà con nông dân tại đây chuyển đổi những loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt. Bởi hiện tại, nhu cầu của thị trường đối với chanh không hạt khá lớn và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân tại đây. Chanh không hạt, sản lượng 14.600 tấn trên một năm, được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Co.op Mart trên toàn quốc và xuất khẩu sang châu Âu.